hàng về, bánh xe Hammer Caster về rất nhiều, sẵn kho, có khóa và không khóa. Đây, anh em có thể thấy ít được cái phương án này. Đây là cái mẫu 450 của Rigid Made in USA, hơn 5 củ của con này, kinh quá. Đấy, USA này nha. Đấy, về mấy cái này. Súng khí chốt cô đủ thể loại, lục giác chốt cô, súng khí gì đây? Súng khí Kurita. Kurita gói phiên bản này là cái vòi của nó xịt rộng, SP200 đây. Đến băng dính phải mua ở Nhật, Tonichi, cần lực Tonichi Canon. Đây là con đo lực Tony, phải rất nhiều.